Việt mình sẽ cùng coi like nữa mèo ơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ la lên nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Vâng ơi, chia sẻ bài giùm chị nha mọi người. Ladies and gentlemen. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình. Mình sẽ like lên nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp mới về đẹp cho mọi người. Rồi, cảm ơn Vân. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha, chỉ có 69k, 39k thôi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người chọn nha. Chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha. Nhiều mẫu lên đẹp có luôn nha Vân, nhiều lắm. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người coi. Hôm nay lên về rất là đẹp nha, rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mọi người. Ôi, sao lại nhạc chia sẻ thôi. Mọi người ơi, 100 mẹ con sẽ lên từng mẫu cho mọi người coi nha. Lên cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp, chỉ có giá 69k và 39k thôi nha. Chị Nguyễn Mai Hương ơi, chị nhận được hàng của em chưa? Áo có đẹp không chị? Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người. Lên 100 bạn coi nha mọi người, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ cho mọi người. Bạn yếu quá hả Thảo? Chia sẻ bài giùm em nha chị Thảo ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người lựa chọn nha. Có rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu lên đẹp nha. Để em cảm ơn chị Nguyễn Mai Hương nha. Hôm nay về rất là nhiều kiểu áo đẹp chị coi rồi. Em lên 100 bạn coi em sẽ mặc từng mẫu cho mọi người chọn. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Giá chỉ có giá 39k và 69k thôi nha. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp nha. Mọi người ơi, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Chào Minh Thảo nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người nha. Lên hôm nay về cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có giá 69k và 39k thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like nha mọi người. Mẫu em đang mặc là số 1 nha, 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này, 55kg rồi lại mặc vừa. Vải này, cái này nó có đến hộp đằng trước nha mọi người. Này nha, toàn bộ là hàng lên mới nha mọi người, hàng lên Quảng Châu nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 nha. Mẫu em đang mặc là số 1 nha mọi người. Vải cực kỳ đẹp nha. Mẫu này là số 1 nha, 55kg lại mặc vừa. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chia sẻ bài là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ mà len cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Áo em đang mặc chỉ có giá 69k thôi. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa. Mẫu em đang mặc 55kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 nha. Dạ, cảm ơn Minh Thảo nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp, len cực kỳ mịn luôn. Len rất là mịn nha. Mịn rất là mịn. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Chia sẻ bài là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc chỉ có giá 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Cái đó đẹp mà sao mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ cho bài giùm em để được mua với giá 69k nha mấy chị. Rồi, cái này đẹp quá nè. Mẫu em đang mặc nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị ơi. Cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Mẫu này cũng 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu em đang mặc 55kg lại mặc nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha. Chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu đây là số 2, 55 kg lại mặc vừa nha. 55 kg lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài để mua với giá 39k và 69k nha mấy chị ơi. Xin chào Sinh Nguyễn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1, chốt số 2 nha. Xin chào Hoa Thị nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình lên 100 bạn coi em sẽ tặng vớ nha. Em sẽ chơi mini game nha. Lên 100 bạn coi nha. Mẫu mình đang mặc là số 2 nha. Mẫu này cũng từ 55 kg lại mặc vừa nha. Mẫu này cực kỳ xinh nha mấy chị. Bạn nào lấy áo này thì chốt số 2 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 2, cũng 55 kg lại mặc vừa nha. Rồi cảm ơn Minh Thảo nha. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin 100 nha. Mấy chị chia sẻ bài giùm em luôn nha mấy chị ơi. Lấy hôm nay về cực kỳ đẹp nha. Mẫu đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Mẫu em đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Cái này cực kỳ đẹp nha. Cái này có thể bỏ mặc đóng thùng hoặc mặc bỏ ra ngoài nha mấy chị ơi. Cái này cực kỳ đẹp, chỉ có giá 69k thôi. Mẫu em đang mặc là 69k nha. Xin chào mọi người nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 100 nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình luôn nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Số 2 nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt số 2 giùm cho em nha. Chia sẻ đi, chia sẻ để được mua với giá 69k. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mấy chị ơi. Rồi cái em đang mặc nha. Cái em đang mặc là màu xanh rêu nha mấy chị ơi. Mẫu này cũng màu này cực kỳ đẹp nha. Xin chào bạn Thủy. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này có thể mặc hai kiểu nha mọi người. Có thể mặc đóng thùng, có thể mặc bỏ ra nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. 69k mẫu em đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3, 55 kg lại mặc vừa. Màu này ở ngoài cực kỳ đẹp. Màu này là màu xanh rêu. Đây nha mấy chị ơi, len này nha. Len cực kỳ mịn màng luôn. Toàn bộ là hàng len Quảng Châu nha mấy chị ơi. Là hàng len Quảng Châu nha. Mẫu mình đang mặc cực kỳ dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Mẫu này cũng từ 57 kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 57 kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào đang coi livestream, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 57 kg lại mặc vừa. Màu này là màu xanh rêu cực kỳ đẹp nha. Ở ngoài rất là đẹp nha. Ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu này số 3 nha. Chị có giá là 69k thôi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi. Mấy chị chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k. Cực kỳ đẹp luôn. Cái em đang mặc rất là đẹp nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3. Mẫu này ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị ơi. Cái này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Len cực kỳ mịn màng. Trời rất là sướng. Cực kỳ chất luôn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 giùm mình nha. Mẫu này 57 kg lại mặc vừa nha mấy chị. Mẫu này 57 kg lại mặc vừa. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ rẻ. Chị có mua ở đây mới có giá đó thôi nha mọi người ơi. Chị có mua ở đây mới có giá đó không? Mà em có thể ship tận nhà cho mấy chị luôn nha. Ship tận nhà luôn nha. Mẫu này là số 3 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 nha. Mẫu này số 3. Rồi chốt số 3 cho Chiều lên nha. Rồi cái này đẹp lắm Chiều ơi. Còn nhiều mẫu đẹp lắm. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Trong thời gian mình mặc mẫu mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Rồi một cái này nha mọi người ơi. Cái này nha. Cái này cực kỳ bánh bèo rất. Cái này bánh bèo lắm nè. Rất là hợp với chị nào. Rồi áo này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rất là hợp với chị nào mà thích bánh bèo nha. Gà con ơi. Cái này rất hợp với gà con. Cái này rất dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu mình đang mặc 69k nha. Mẫu này mặc với quần sọc hay chân váy cũng đều đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá là 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha. Mẫu này số 4 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Len cực kỳ mịn màng nha, cực kỳ mịn mà cực kỳ đẹp nha. Vải cực kỳ chắc nha mọi người, rất là rẻ nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ 3 giùm em thôi, chia sẻ 3 là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ. Len rất là chất nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 4 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha. Mẫu này số 4 nha, cực kỳ đẹp mẫu này. Mẫu số 4 này rất là bánh bèo nha, rất hợp với chị nào thích bánh bèo nha. Len và nó có pha này nha mọi người ơi, này nha, pha ren nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc trước số 4 nha. Mẫu mình đang mặc số 4 nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp nha. Phan Lan ơi, cái này đẹp đẹp Phan Lan ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi, 69k nha. Em ở 86 khu 9 Lan nha chị ơi. Giá chỉ có là 69k thôi. Chỉ cần mọi người chia sẻ 3 giùm em là sẽ mua được với giá 69k. Không ở đâu mà rẻ bằng ở đây nha mọi người ơi. Không ở đâu mà rẻ bằng ở đây. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi, chia sẻ bài giùm em trong trang cá nhân hoặc trong các nhóm thôi. Mẫu này 55kg lại một vừa nha mọi người ơi. Mẫu này 55. Rồi chốt cái này cho Phan Lan nha. Cái này cực, cái này đẹp lắm, dễ thương. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chị ơi, chị Lan ơi, chị cho em xin thoại địa chỉ với chị ơi. Mọi chị Phan Lan ơi, chị Phan Lan. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu lên đẹp nha. Chỉ có giá 69k, 39k thôi nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Trong thời gian mình làm mẫu, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Mẫu em đang mặc là 52kg đồ lại mặc vừa. Mẫu đang mặc 52kg đồ lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 52kg đồ lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha. Màu này là màu cam đất nha. Màu này là màu cam đất nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này số 5 nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Là hàng len Quảng Trong cực kỳ đẹp mà cực kỳ mới nha. Tức là len rất là mịn màng nha. Len rất là đẹp nha mấy chị. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này là số 5, mẫu này là 52kg lại mặc vừa nha. 52kg lại mặc vừa. Màu này là màu cam đất, màu này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Màu này rất là đẹp nha. 52kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Trắng da. Màu này cực kỳ đẹp mà mặc rất là trắng da nha mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 5 nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi, chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha, là sẽ mua được với giá 69k. Lên 100 bạn coi, lên 100 bạn coi em sẽ tặng vớ cho mấy chị nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 5, 52kg lại một vừa mẫu này nha. Màu này là màu cam đất, màu này cực kỳ trắng da luôn, cực kỳ đẹp nha. Màu em đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mẫu mình đang mặc là số 4 nha. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha. Mẫu này 52kg lại mặc vừa nha mấy chị. 52kg lại mặc vừa chỉ có giá 69k. 69k chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream của em nha. Chia sẻ bài nha. Mẫu này là số 5 nha. Số 5 nha, cực kỳ đẹp nha mấy chị. 52kg lại mặc vừa mẫu này nha. Xin chào Phúc dễ thương nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 100 luôn nha mọi người ơi. Lên 100 bạn coi em sẽ tặng vớ nha. Xin chào chị Kim Phạm. Mấy chị ơi, mấy chia sẻ bài cho em đi để mua với giá 69k. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị. Cái đó không? Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu em đang mặc nha, cũng là 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Cái này là len xẻ tà nha, cái này mặc với chân khoáy hoặc là quần sọc cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 6 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 6 nha mấy chị ơi. Số 6 nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu này mặc với quần sọt hay là chân váy xích ly đều đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này là sẽ tà nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 6 nha. Mẫu mình đang mặc là số 6 nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc là số 6 nha. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream, mọi người chia sẻ bài giùm em và cho em xin 100 luôn nha. Mẫu này là số 6. Mẫu này là sẽ tà, mặc cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mặc với quần sọt rất là dễ thương. Len cực kỳ mịn nha, len cực kỳ mịn màng luôn nha mấy chị ơi. Len rất là đẹp nha. Mẫu này là 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu này số 6 nha. Len này sẽ tà rất là đẹp nha. Ly Phan ơi chia sẻ bài giùm nha. Ôi chị Linh đi công chuyện rồi. Mẫu này là số 6 nha mấy chị ơi. Mẫu này mặc quần sọt hay là chiếc váy đều đẹp nha. Len này là len sẽ tà, kiểu này là sẽ tà. Mọi người chia sẻ bài giùm em, chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc cho hoặc là trong các nhóm nha mấy chị ơi. Cái len tay ngắn cho bạn Vân mình chọn. Rồi một cái len màu đen cũng cực kỳ đẹp nha. Chia sẻ nha mấy chị ơi, chia sẻ. Rồi một cái len tay ngắn màu đen nha mấy chị ơi. Kiểu cái này có thể mặc được 2 kiểu nha. Vợt sát hả? Rồi đây nha mấy chị ơi, đây nha. Có chữ logo vợt sát. Có logo vợt sát đây nha mấy chị ơi. Cái này là số 7 nha. 55 cái nó lại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 7. Len cực kỳ đẹp nha. Cái này nó có logo vợt sát nha mấy chị ơi. Vợt sát nha. Chỉ có 69k thôi nha. Toàn bộ len hôm nay là hàng len Quảng Châu nha. Chị Đặng Yến ơi, cái này là 69k nha chị ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55 kg lại mặc vừa. Rồi cho số 7 cho Hồng Vân nha. Hồng Vân ơi, cho chị xin điện thoại với địa chỉ em ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Chỉ có giá 69k thôi nha. Cái số 7 này rất là đẹp nè. Chào chị Trương Bảo Hân nha. Mọi người ơi, bạn nào đang coi livestream cho em xin 100 luôn nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này là số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu này là màu thuốc. Màu này là màu nâu nha. Màu này cũng chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chút số 8 nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Chỉ có 69k thôi nha. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mấy chị ơi. Rồi ok Hồng Vân nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mẫu này là số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chốt số 8 nha mấy chị ơi. Nguyễn Tấn Dũng ơi, em hỏi cái nào vậy em? Mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu số 8 này 55 cái lại mà cười nha mấy chị. Chị có của lọ luôn nha Thủy ơi. Mẫu này 69k nha. Mẫu này là số 8 nha mấy chị ơi. Đây nha, màu này là màu nu nha. Đây nha mấy chị ơi, len rất là mịn màng, rất là mịn luôn. Mua ở đây chứ mua ở đâu nữa mấy chị ơi. Ở đây giá cực kỳ rẻ mà len cực kỳ đẹp. Có tay loe luôn nha Ly Phan ơi. Mẫu này là số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 8. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. 69k áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi sẽ mua được cái giá cực kỳ rẻ nha. Thôi cô live stream đi. Bạn Dũng thiệt là. Vâng ơi, em ghe lấy hay là chị ship cho em Vâng ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 8 nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 100 luôn nha. Rồi ok Dũng. Rồi ok Nguyễn Tấn Dũng nha. Mẫu này là số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này là màu blue nha mấy chị ơi. Len mịn lắm nha. Len cực kỳ mịn nha mấy chị ơi. Em cho mấy chị coi len luôn nha. Không ở đâu rẻ bằng ở đây đâu nha. Rồi bán nợ luôn nha Hồng Vân ơi. Ai chứ Vân rồi bán nợ hết. Đúng rồi nha Mỹ Phương Nguyễn. Tất cả đều là hàng len mới. 100% là hàng len mới Quảng Châu nha. Chỉ có giá là 69k. Chia sẻ để mua với giá 69k rồi, một cái này, này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu cái này cực kỳ dễ thương luôn nha. Mặc cái quần sọc rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi. Mẫu này 69k. Mẫu này 69k, 55kg lại một vừa mẫu này nha. Mẫu này cực kỳ ở ngoài rất là đẹp nha mấy chị ơi. Len cực kỳ mịn nha, len rất là đẹp nha. Rồi ok Hồng Vân nha. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10, 55kg lại một vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này số 10 nha. Mẫu này 55kg lại một vừa, 69k cực kỳ đẹp luôn. Đây nha. Đây nó có theo à? Cái này theo. Cái này có theo hình đằng trước nha. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Đây nè Vân ơi, cái này có là nó bo nha nè. Đây có thể mặc được hai kiểu. Bo vậy mặc đẹp. Bo này mặc rất là đẹp. Mẫu này là số 10 chỉ có giá 69k thôi Vân ơi. Cái này cũng đẹp nè Vân ơi. Lấy cái này đi. 69k thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Em chỉ áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài của em thôi nha mấy chị ơi. Like và chia sẻ bài nha. Mẫu này mưa sầu nữa chứ. Mẫu này là số 10 nha. Rồi chốt số 10 cho Hồng Vân nha. Chốt cái inverse lên cho Hồng Vân. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha để được mua với giá 69k. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, chị cần chia sẻ bài thôi nha. Dụng nó biểu mày không biết quảng cáo. Để nhờ Dũng qua Dũng like cho. Quay like gì đi. Dũng like cho Dũng quảng cáo cho. Rồi mẫu mình đang mặc là số 11 nha mọi người ơi, mẫu mình đang mặc là số 11 nha. Len pha ren nha. Đây đúng không? Len pha ren nha mấy chị ơi, mẫu này là số 10 nha. Nó bánh bèo. Cái này là tức là bánh bèo rất hợp với chị nào là bánh bèo nha. Mẫu này là số 11 nha mấy chị ơi, mẫu này có giá 69k nha. Mẫu mình đang mặc pha ren nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em nha. Mẫu này số 11 nha. Mẫu này cực kỳ đẹp. Mặc cái chân váy cực kỳ dễ thương. Cái này mặc chân váy rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 11 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Chị nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha. Mọi người ơi, len hôm nay về mới cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 11 nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. Có 110. Rồi tặng vỡ này, kêu 110 tặng vỡ à. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Vỡ đây nha mấy chị ơi. Dạ vỡ đây nha chị Vân. Tặng cho chị rồi, một cái len sắc mát này cũng cực kỳ dễ thương nha. Nghe chúng ta chưa thấy. Mẫu này cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha. Chốt số 12 giùm mình nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này ở ngoài len rất là mịn. Cái này là áo này rất là đẹp. Rất là đẹp mẫu này. Chị nào lấy mẫu này, chốt số 12 giùm em nha. Mẫu này 12 chỉ có giá 69k thôi nha. 69k thôi nha mấy chị ơi. Rồi ok Hồng Vân nha. Mẫu này là số 12 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 12. Rồi chốt 12 cho Triều lên. Rồi Triều ơi, cái này đẹp lắm Triều. Trời ơi, ta đang điểm chốt cái 12 mình. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Có tay le luôn nha Ly Phan. Kiếm cái tay le cho nhiều lắm tụi mọi người ơi, mọi người coi từ từ nha mọi người. Cái này dễ thương quá à. Rồi một cái cổ tim nha mấy chị ơi. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em nha. làm mặt vừa nha. Đây nha mấy chị ơi, Lan cực kỳ mịn màng nè, cực kỳ mịn luôn, mịn lắm luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13, mẫu mình đang mặc 55 kg lại mặt vừa nha, 55 kg lại mặt vừa. Mọi người chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 13 nha, mẫu đang mặc là số 13 nha mấy chị ơi. Cổ tim Lan mịn màng lắm, Lan rất là mịn. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này chỉ có giá 69k thôi. 69k em sẽ áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha, like và chia sẻ bài của em nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 13, mẫu này là số 13 nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu em đang mặc chốt số 13 giùm em nha. Mẫu số 13 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi nha, 69k áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, 55 hay 57 kg lại mặc cũng vừa nha. Len này là len co giãn nha mấy chị, mặc rất là sướng. Chỉ có giá 69k thôi, 69k cực kỳ rẻ nha mấy chị. Mấy chị không mua ở đây thì còn mua ở đâu nữa? Ở đây có giá, ở đây có giá cực kỳ rẻ nha mấy chị. Mẫu này là số 13 nha. Dũng ơi, màu trắng này Dũng ơi còn đó không? Chiều ơi cho chị địa chỉ đi, có gì chị ship bưu điện cho em nha. Đùng cái màu trắng này cũng cực kỳ đẹp nha. Ơi cái đó cũng Linh. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Bạn nào đã coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều lên đẹp nha. Rồi PC 13 siêu phẩm Dũng ơi, Dũng. Rồi ok chị. Dũng ơi còn đó không? Em lấy cái này hả? Cái này cho Giang đúng không? Cái này thì ok lại cho chị nha. Cái này á, cái này đúng không? Cái này thì ok lại cho chị nha, ok lại để chị biết nha. Rồi ok chiều la nha. À chiều lên. Mày hổn quá nha cha, xin lỗi nha, nói nhiều quá bị liệu quá. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu em đang mặc là của lọ nha. Mẫu này cũng cực kỳ dễ thương nha mấy chị ơi. Rồi cái này len nó không có sai đâu Dũng ơi, cái này nó sai. Rồi lời dữ. Bạn nào lấy mẫu này Nguyễn Tấn Dũng nha. Rồi em nhiều lắm chị ơi, em không nhớ nữa chị ơi, để em like từng mẫu. Rồi mẫu mình đang mặc là số 15 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 15. Chị nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm em nha. Cổ lọ này Thủy ơi, Thủy còn đó không Thủy ơi? Mẫu này cổ lọ này cực kỳ dễ thương nha. Chắc chắn là vừa nha Dũng ơi, vừa nha, làm cho con Giang ngọc lắm không bằng á. Mẫu này là số 15 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi. Len cực kỳ dày dặn nè mấy chị ơi, len rất là dày nha. Mùa mưa rồi mấy chị mua len mặc đi nha mấy chị ơi. Xin chào Duyên Duyên nha. Mẫu này là số 15 nha. Mẫu này 55 kg lại bật cười nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 chia sẻ bài giùm em để mua với giá 69k nha mấy chị. Cái này đẹp lắm này Dũng ơi. Rồi ok Dũng nha. Mẫu này vẫn còn nha mấy chị ơi, mẫu số 15 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 nha. Rồi ok Nguyễn Tấn Dũng nha. Không có to đâu, không. Sọc ngang nhưng mà mặc vô rất là gọn người. Đúng rồi, cái này rất là đẹp nè chị Thủy ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi, cái này cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Len rất là dày dặn. Mọi người mua ở đâu không cần mua ở đâu xa, chỉ cần chốt ở trên này thôi mà em có thể ship tận nhà cho mấy chị luôn nha. Mẫu này là số 15 nha mấy chị ơi. Mẫu số 15 cực kỳ đẹp. Chỉ có giá 69k mẫu này nha. 55 kg lại mặc vừa mẫu này. 55 kg lại mặc vừa cái cổ lọ em đang mặc nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này số 15 nha mấy chị ơi. 55 kg lại mặc vừa và chỉ có giá 69k thôi. Len cực kỳ dày dặn và cực kỳ rẻ. Đây len rất là rẻ nha. Mẫu này là số 15 nha mấy chị. Mẫu này là số 15. Khoác len. Có khoác len luôn nha Ngọc Nguyên. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em sẽ tặng vớ nha mấy chị nha. Bây giờ em sẽ chơi minigram tặng vớ nha. Xin chào chị Lê Linh Chi nha. Mẫu bây giờ em sẽ tặng vớ cho chị nào chia sẻ bài nha. Chỉ cần chia sẻ bài trong trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha, là em sẽ tặng vớ cho 5 người đầu tiên, 5 bạn đầu tiên và 5 bạn nào may mắn nhất nha. 5 đôi vớ này sẽ được tặng cho 5 bạn luôn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài trên trang cá nhân, chia sẻ bài trên trong các nhóm. Bây giờ em sẽ tặng vớ nha. Em sẽ tặng cho bạn nào chia sẻ lên 120 đi. Lên 120 bạn coi nha. 120 bạn coi em sẽ tặng vớ nha. Mọi người ơi, rất là đơn giản, chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ. Chị ơi, nay áo len về nhiều lắm chị ơi. Áo len mới về đẹp lắm chị Chi ơi. Mọi người ơi nha. Chị Chi ơi, áo váy len là ngày mai nha chị. Mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi. Lên 120 bạn coi em sẽ tặng 5 đôi vớ này nha. 5 đôi vớ này sẽ tặng cho bạn 5 bạn. Chia sẻ bài giùm, chia sẻ bài cho chị nha, chia sẻ bài thì mới tặng nha Dũng ơi. Chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc là trong các nhóm nha mấy chị ơi. Em sẽ tặng 5 đôi vớ, 5 đôi vớ đầu tiên mình cho 5 bạn nào may mắn nhất nha. 5 bạn nào nhanh nhất nha. 120 bạn coi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài đi mọi người ơi. Sao lại tụt hết rồi? Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, chị Lê Linh Chi ơi, ngày mai bọn em có áo len chui á, chui dày á. Chị Chi ơi, áo khoác len nữa cũng đẹp lắm. Áo len hôm nay về rất là đẹp chị. Đẹp, rất là đẹp luôn. 120 bạn coi em sẽ tặng vớ nha mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi? Sao mọi người đi đâu hết rồi? Cứ tặng quà là đi hết rồi. Rồi, 120 bạn coi nha, 120 bạn coi nha. Rồi, ok Dũng nha. Rồi, không đủ 120 bạn coi rồi. Sao mà mình tặng vớ cho mấy bạn mình đây? Mấy bạn đi đâu hết rồi? Thôi bây giờ mình sẽ live tiếp nha. Mình live tiếp lên 120 bạn coi em sẽ tặng áo nha. Mẫu 15 vẫn còn nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Em không chia sẻ là nó lên được. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ lên 120 người coi em sẽ tặng vớ nha. Cái chân váy cho em xin được tặng cái chân váy. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp mà sao mọi người đi đâu hết rồi. Rồi một cái màu trắng này nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Đây nha Dũng ơi, cái màu trắng này cũng đẹp nè Dũng ơi. Đây nó có cái từ ốp ở đằng trước nha. Đây này là len Buntagi nha, Buntagi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 20 nha. Mẫu đang mặc là 20 nha mọi người ơi. 57 kg lại mặc vừa mẫu này nha. 57 kg lại mặc vừa. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 20 giùm mình, chỉ có giá 69k thôi. Len này là len Buntagi nha, len Buntagi nha mọi người ơi. Xin chào cô Ngọc nha. Cô ơi chia sẻ bài giùm con nha cô Ngọc ơi. Mẫu này là số 20 nha mấy chị ơi. Mẫu này 20 chỉ có giá 69k, áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần rất là đơn giản nha mấy chị ơi, chỉ cần like và chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha. Mẫu này là số 20 nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha. Chốt số 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mẫu này là len Buntagi nha mấy chị ơi, len Buntagi nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 20 nha. Mẫu 20 nha mọi người ơi. Biết sao không sáng không? Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 20 nha. 57 kg lại mặc vừa chị nha. Chị Châu Nhung mà đặt hàng mà không tên lấy. Chị Châu Nhung ơi, bữa trước chị có đặt hàng ở bên em đó nhưng mà không thấy chị ghé lấy. Mẫu này là số 20 nha mấy chị ơi, 55 kg lại mặc vừa, 57 kg lại cũng mặc vừa nha. Mẫu này mặc cũng sọc cực kỳ đẹp cho mấy chị, chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu em đang mặc 69k nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên 120 người coi em sẽ tặng vớ cho mấy chị nha. Mấy chị ơi, like rất là cực khổ mấy chị. Nên chị nào đặt hàng thì lấy giùm em nha. Em gọi điện thoại hay là em đi ship hàng với chị đều không nghe máy tụi em lắm nha mấy chị ơi. Rồi con heo rất là dễ thương. Rồi một cái này nha. Cái này có theo hình con heo ở đằng trước nha. Cái này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này 57, 58kg lại bằng cũng vừa nha mấy chị ơi. Cái này là rồi mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Theo hình con heo ngay đây cực kỳ dễ thương nha mấy chị ơi. Lên nhũ hả? Bạn nào lấy mẫu này trước số 1 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc là số 1 nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Ai mua mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này 57, 58kg lại mặc cũng vừa nha mấy chị ơi. Cái này là len nhũ nha. Len nhũ nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu số 1 này rất là dễ thương. Dễ con heo rất là đẹp, hình con heo rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này chà chị Trung Đặng. Mẫu số 1 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mọi người không cần mua ở đâu xa, chỉ cần chốt ở trên live và em sẽ giao hàng tận nhà cho mấy chị luôn nha. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. 57, 58kg rồi lại một người nha. 58kg lại một người mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này cực kỳ dễ thương. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha. Bạn nào đang coi cho em xin 1 chấm đi mấy chị ơi. Mấy chị đi đâu hết rồi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Mẫu này là số 1 nha mấy chị. Mẫu này là len nhũ nha. Mẫu này có theo hình con heo. Mẫu này 57, 58kg lại một người nha mấy chị. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chụp lại màn hình gửi cho mình mẫu này nha mấy chị ơi. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ lên 120 người coi em sẽ tặng vớ cho 5 chị đầu tiên nhanh nhất nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha. Rồi một cái màu trắng này nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 2 nha. Mẫu đang mặc là số 2 55 cứ lại một người mẫu này nha. Mẫu này 55 cứ lại một người nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này số 2 nha. Lên này là lên Buntagi nha, Buntagi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 nha. Mẫu đang mặc 57kg lại một người nha mấy chị ơi. Chị có giá 69k tôi áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. 57kg lại một người áo này chị có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc số 2 nha mấy chị. Mẫu số 2 này cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi. 57kg lại mặc vừa nha. 57kg lại mặc cũng vừa nha mấy chị ơi. Lên Montagi cực kỳ dễ thương nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mà rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2 nha. Bạn nào lấy 118 người coi rồi. Lên 119 rồi. Coi em sẽ tặng vớ cho mấy chị nha. 120 bạn coi nha. Mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Có rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. 55kg lại một người cái này nha. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này 69k thôi nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 1 chấm luôn nha. 120 bạn coi em sẽ tặng vớ nha mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin 1 chấm luôn nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. 55kg lại một người nha. Mẫu mình đang mặc là 55kg lại một người. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Mua ở đây cực kỳ rẻ luôn nha. Chỉ có ở đây mới có bé nhá. Bán giá như vậy thôi nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k. Mẫu này là số 2 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 1 chấm luôn nha mọi người ơi. 117 bạn coi rồi. Rồi lên 120 bạn coi em sẽ tặng vớ nha. 120 bạn coi nha. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mọi người cứ như này làm sao mà mình tặng vớ cho mọi người được đây. giá 69k 55 cái loại mặc vừa nha. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp nha. Len này là len Buntagi nha mấy chị. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chụp lại màn hình, mình còn rất là nhiều nha. Bạn nào đang coi livestream Trang Sim 100 nha, lên 120 bạn coi em sẽ tặng với nha mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mấy chị ơi, mấy chị xẻ bài cho em với, lên 120 người coi em sẽ tặng vớ nha. Sao mai thích vớ vậy ta? 117 người coi rồi nha, lên 120 người coi em sẽ tặng 5 cái vớ đầu tiên. Cho nên chị nhanh nhất. Mọi người ơi, đi đâu hết rồi mọi người ơi, chỉ cần lên 120 bạn coi thôi là em sẽ tặng vớ nha. Ủa, cái này ra. Sống. Tạo ở trong rồi. Mẫu này nha mọi người. Ủa sao vậy? Mẫu em đang mặc là số 3 nha. Mẫu này cũng 55 kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Kéo cái ở trong á, được không? Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi, lên 120 bạn coi em sẽ tặng vớ nha mọi người ơi, đi đâu hết rồi mọi người ơi. Đây nha, cái màu trắng này cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Chị có giá 69k mẫu này thôi. Xin chào chị Su Su Võ. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mẫu này nha, mẫu này là số 3 nha mấy chị ơi. Mẫu số 3 này chị có giá 69k thôi nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mẫu này số 3 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương nè. Mẫu này là số 3 nha. Số 3 nha mấy chị ơi, ai lấy mẫu này thì chốt số 3 giùm em với nha. Trên này là có pha lưới nè, rất là đẹp. Cái này pha lưới nha mấy chị ơi. Trên này là pha lưới nè, len pha lưới cực kỳ lạ mà rất là đẹp luôn. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này cũng 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này rất là dễ thương. Rồi chốt số 3 cho Liên Hoàng nha, số 3 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu này số 3 pha lưới ở trên này cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi. Chị có giá 69k, 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Số 3 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu số 3 này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu số 3 vẫn còn, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu số 3 này rất là dễ thương. Nó pha lưới ở trên nè. Mẫu số 3 này nha mọi người ơi, mẫu số 3 55 kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha. Pha lưới ở đằng trước và đằng sau nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này số 3 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Mẫu số 3 này nha mọi người. Mẫu số 3 cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Pha lưới ở đằng trước và đằng sau luôn nha, cực kỳ dễ thương luôn á. Lên này. Đây, mình sẽ cho mọi người coi lên. Nó sẽ tà ở bên đây nha, và nó pha lưới ở đằng trước và đằng sau luôn. Mẫu này là số 3 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu số 3 này rất là đẹp kìa con ơi, cái này rất là dễ thương nè. Mẫu số 3 đẹp lắm nha mọi người ơi, chỉ có giá 69k thôi. Mọi người mua ở đây chứ mua ở đâu nữa mọi người ơi. Mẫu số 3 này chỉ có giá 69k, áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần chia sẻ bài thôi là sẽ mua được giá 69k, còn tới shop nữa là không có giá 69k đâu nha mọi người ơi. Mẫu này là số 3, 55kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Số 3 vẫn còn nha. Số 3 nha mấy chị ơi, ai thích mẫu đó thì chốt số 3 giùm em với nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Chị với 69k mấy chị chia sẻ bài giúp em đi ạ. Một cái áo khoác này rất là xinh. Một cái áo khoác nhẹ này rất là dễ thương, rất là xinh nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha mọi người ơi. Cái này là áo khoác nhẹ nha. Áo khoác nhẹ màu hồng quá mấy chị ơi, cái áo khoác này. Áo khoác này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 6 giùm em nha. Số 6 là số 5. Mẫu này số 6 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 6 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Cái này khoác len nha, khoác nhẹ nha mấy chị ơi. Màu này cực kỳ dễ thương, màu hồng nha. Bạn nào lấy mẫu em sẽ like nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 6 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Áo khoác nhẹ cho giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Cổ này là áo này chịu giá 69k nha mấy chị ơi, 69k cực kỳ rẻ nha. Áo này là áo khoác nhẹ nha mấy chị. Rất là rẻ nha. Cái này khoác đi biển này. Cái này khoác đi biển cực kỳ đẹp nha mấy chị. Cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 6 cho mình nha. Chốt số 6 nha mấy chị ơi, có thể chụp lại màn hình gửi cho em nha. Đây nha mấy chị, 57kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu mình đang mặc nha mấy chị ơi, 57kg lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 6 nha. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ bài viết để mua được mua với giá 69k. Chia sẻ lên 120 người coi em sẽ tặng với 5 người đầu tiên nha mấy chị. Rồi cổ này là cổ 30 nha mấy chị ơi. Cổ lọ này cũng đẹp nè Thị ơi. Cái này là len mỏng nè. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 7 nha. Số đông. Len này có thể mặc. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là cổ lọ nha, chỉ có giá 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 7 cho mình nha. Mẫu số 7 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Cái này mặc áo dạo đẹp không? Áo này khoác dạ hay là khoác vest lên cũng đều đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k, bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi, cổ lọ nha. Len rất là mịn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu số 7 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Len này mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị, chỉ có giá 69k thôi nha. 69k kiểu này nha mấy chị ơi. Cổ này là cổ 30 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em. Len cực kỳ mịn màng, cực kỳ mịn luôn. Rất là mịn. Đây nha mấy chị ơi. Mưa. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 7 nha. Mẫu đang mặc số 7 nha mấy chị ơi, 55kg lại mặc vừa nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ. Rồi chốt số 7 cho Lưu Hương nha. Chị ơi cho em xin thoại với chị luôn chị ơi. Cái cổ lọ 3 phân đó rất là đẹp nha. Mọi người chị Lưu Hương ơi, chị cho em địa chỉ luôn để em ship hàng cho chị ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lại giùm mình nha mọi người ơi. Rồi một cái len Gucci nha. Đây nha, màu trắng nè, cái này là len Bulgari nha mấy chị ơi. Đây nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 9 cho mình nha mọi người. Mẫu em đang mặc số 9, 57kg lại mặc vừa mẫu này nha. 57kg lại mặc cũng vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Len cực kỳ đẹp nha mấy chị. Cái này là Gucci nha. Có theo chữ Gucci nha mấy chị ơi, Gucci nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 cho mình nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa, chỉ có giá 69k thôi nha. 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc là số 9 nha mấy chị. Mẫu mình đang mặc là số 9. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Len này là len Bulgari, có theo hình, có theo chữ Gucci nha. Rồi ok chị Lưu Hương. Mẫu này là số 9 nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài dùm em nha mấy chị. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 1 chấm luôn nha. Còn rất là nhiều nha. Rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 9 nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 9 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k. Mẫu này là số 9. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu số 9 Gucci nha mấy chị ơi. Mẫu này là màu trắng. Đây là len Bulgari nha. Mẫu này nha mấy chị ơi. Đây nha, len này nha. Cực kỳ đẹp nha, có theo chữ Gucci ngay đây nha. Rất là đẹp nha mấy chị. Mặc chân váy, quần jean, quần sọc gì đều đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc chốt số 9 như mình nha mọi người. Mẫu này số 9. Mấy chị ơi, mấy chị còn đó, mấy chị cho mình xin 1 chấm nha mấy chị ơi. Mấy chị cho em xin 1 chấm nha mấy chị. Chia sẻ bài sẽ mua được cái giá 69k nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Mẫu này là số 9, có theo chữ Gucci nha mọi người ơi. Có theo chữ Gucci ở trên này nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k. Em có thể ship tận nhà cho mấy chị luôn nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin cấm luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 9 nha. Mẫu này chỉ với giá 69k thôi. 57kg là lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha mọi người. Màu trắng theo Gucci cực kỳ đẹp. Mấy chị ơi, tất cả len bên em đều là hàng len Quảng Châu. À, có một cái crop top là đẹp này. Hồi nãy chị nào hỏi crop top. Chị nào hỏi crop top còn đó không? Rồi đây một cái crop top này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc có số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này cũng 55kg lại mặc vừa nha. 55kg lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k cái này thôi. Lan này cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số số 10 giùm mình nha mọi người. Cái này là crop top nha. Mẫu này crop top nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha. Một cái len crop top này rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 nha. Mẫu này là crop top nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này là số 10 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Màu này là màu gì? Màu này là màu kem nha mấy chị ơi. Màu này là màu kem nha. Crop top nha mấy chị ơi. Chị có giá 69k thôi nha. Chị nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chút số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này số 10 chỉ có giá 69k thôi. Cái này cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ nè mấy chị ơi. Len rất là dày dặn nha. Đây nha, len rất là mịn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chút số 10 nha. Mẫu này số 10 55kg lại một vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 10. Bạn nào lấy mẫu này chút số 10 giùm mình. Một cái len crop top này màu kem nha. Màu kem nha mấy chị. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Bây giờ mình sẽ tặng tất cho tặng vớ cho mọi người nha. Mình sẽ tặng 5 đôi bất kỳ cho 5 bạn nào nhanh tay nhất nha. Nên là bạn nào đang coi đang còn ở đó cho mình xin một chấm luôn nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Có tay lên luôn nha Ly Phan. Mọi người ơi, chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm đi. Bây giờ mình sẽ tặng vớ nha. Mình sẽ tặng cho bạn cho 5 bạn bất kỳ nha. Chỉ cần bạn nói chia sẻ bài thôi. Chia sẻ bài cho chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha. Bây giờ em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng bất chấp cho mọi người luôn nha. 5 đôi đầu tiên sẽ dành cho 5 bạn nào may mắn nhất nha. 5 bạn nào may mắn nhanh tay nhất. Rất là đơn giản, chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi. Like và chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm. Bạn nào được tặng vớ thì phải chụp lại màn hình gửi qua cho mình nha. Rồi mình kiểm tra nha. Bây giờ mình sẽ tặng đôi đầu tiên nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang còn đó cho mình xin một chấm đi. Cho mình xin một chấm đi. Bây giờ mình sẽ tặng vớ cho mọi người nha. Mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm mình thôi. Chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong các nhóm nha. Bạn nào đang còn coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Chỉ cần mọi người nhanh tay chia sẻ bài thôi là sẽ được tặng vớ nha. Sẽ tặng cho 5 bạn đầu tiên nha. Trong thời gian chờ đợi mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mình tặng vớ nha. Bạn nào comment xuống. Không cần có đơn ở bên em, chỉ cần like và chia sẻ để tặng vớ nha mấy chị ơi. Bạn nào comment số 879879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nhanh nhất mình sẽ tặng vớ cho bạn đó nha. 879879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Nhanh tay nhất mình sẽ tặng 5 đôi đầu tiên cho 5 bạn may mắn nhất nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Rất là đơn giản nha. Mọi người like và chia sẻ bài rồi sẽ chụp lại màn hình gửi cho mình nha. 879879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Rồi một đôi dây liên hoàn nha. 879879 nha mọi người ơi. Kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi, kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Rồi một đôi cho Rita Shop nha. Rồi một đôi cho Ly Phan nha. 879879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi, kèm theo địa chỉ nha, số điện thoại và địa chỉ nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ livestream của mình thôi nha. 879879 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Rồi một đôi cho lớp Quickly nha. Số điện thoại kèm địa chỉ nha mấy chị ơi. Cần đó mình không thông hay đủ luôn. Rồi một đôi cho Hồng Vân là hết rồi nha. Chương trình quà tặng đây là kết thúc. Rồi một cái len này nha mọi người ơi. Mẫu này là 52 cái loại mặt người nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này trị giá 69k thôi nha. Mẫu này 69k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 nha. Mẫu đang mặc là số 1 nha mọi người ơi. Dạ. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc chốt số 1 cho mình nha mọi người. Mẫu này 52 cái loại mặt vừa trị giá 69k nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 1 nha, trị giá 69k thôi nha. Một cái len màu đen này nha mọi người ơi. Một cái len màu đen này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 1 52 cái loại mặt vừa nha mọi người ơi. Bạn nào muốn xỉ thì có thể inbox cho mình nha. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 cho mình trị giá 69k. Mẫu này 69k nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc chốt số 1 giùm mình. Chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá 69k nha. Mẫu này là số 1 nha. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Số 1 nha mấy chị ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt số 1 giúp em nha. 55 cái được. À quên lộn. 52 cái loại mặt vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này là len dày lắm nha mọi người ơi. Mẫu này là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Chỉ với giá 69k thôi nha. 52 cái loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu mình đã mặc là số 1 nha mấy chị. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Hàng len Quảng Châu về hôm nay cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ. Len cực kỳ chất luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1 chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Kiếm cái tên le cho bạn Ly Phan kìa Trang. Chia sẻ đi mấy chị ơi. Chia sẻ được mua với giá 69k. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Trong lúc đội màu của em thay đồ thì mấy chị chia sẻ giúp bài giúp em đi cho mấy chị ơi. Thì có rất là nhiều mấy chị xem mà sao tặng quà không thấy ai hết ta. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc là số 2 nha mấy chị ơi. Cổ tim nha, có thể mặc 2 kiểu nha. Có thể mặc trễ vai nha. Này nha mấy chị ơi. Đây nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 cho mình nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị. 69k một cái len cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. My Đặng ơi chia sẻ bài giùm nha My Đặng ơi. Mẫu này 69k mọi người ơi. Mẫu này là số 2 nha. Mọi người có thể mặc được 2 kiểu nha mọi người. Mọi người có thể mặc được 2 kiểu nha. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc chốt số 1, chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Xin chào Vicky Nguyễn nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa nha. Chỉ có giá là 69k thôi. Mấy chị chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. ra và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mẫu này ơi nè, em bán mất cái áo của chị rồi. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2. Bên Điệp đã không dặn em bán mất rồi. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55 kg lại mặt vừa nha. Chị nào lấy mẫu này trước số 2 giùm mình. Mẫu này 55 kg lại mặt vừa giùm giá 69k thôi. Mọi người có thể mặc được hai kiểu nha mọi người. Có thể được mặc, có mặc được hai kiểu nha. Có thể mặc trễ vai luôn nha. Rất là dễ thương nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài, chỉ cần chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất rẻ nha. Còn tới sắp lựa là không có giá đó đâu nha mọi người ơi. Len rất là đẹp. Mẫu này là số 2 nha mấy chị, 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Cực kỳ đẹp. Số 2 nha mấy chị ơi, ai lấy mẫu này thì chốt số 2 giúp em. 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể mặc được hai kiểu nha. Hai kiểu nha mọi người ơi. Len vải len rất là đẹp. Len đẹp lắm. Nhưng mà giá có 69k thì cực kỳ rẻ. Mọi người không cần mua ở đâu xa hết nha. Chỉ cần mua ở trên, chỉ cần chốt ở trên live em có thể giao hàng tận nhà cho mấy chị luôn nha. Mẫu này là số 2 nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên 120 người coi em sẽ tặng quà cho mấy chị nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Nghe bán có cái áo luôn. Rồi một cái len này nha, len buntaki nha. Ở đằng sau này nha mọi người ơi, ở đằng sau như thế này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 5 nha. Mẫu này số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu này cũng từ 55 kg lại mặc vừa nha. Mẫu này 55 kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Sao hả chị Vicky ơi. Mẫu này ở đằng sau đây như thế này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. 55 kg lại mặc vừa. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua với cái áo này với giá 69k nha. Len buntagi nha mấy chị ơi. Len buntagi nha. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu này là số 6 nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy mẫu này chút số 6 giùm em. 55 kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55 kg lại mặc vừa. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu số 6 này 57 kg lại mặc cũng vừa nha mấy chị ơi. Ở đằng sau nó có như này cũng đẹp lắm nha. Mặc quần sọt, quần jean hay là chân váy đều đẹp nha. Rất là thích hợp với thời tiết bây giờ. Mẫu này là số 6 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Chị nào thích mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Chị Khang chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi, để được mua với giá 69k. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Trong lúc đợi mẫu của em thay đồ mấy chị chia sẻ bài giúp em nha mấy chị ơi. Rồi một cái len nhũ sẽ tà nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 10 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc tay nha mọi người. Mẫu này sẽ tà nha mấy chị ơi, sẽ tà như này nha. Mặc quần sọt rất là đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 10 giùm mình nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Mẫu này rất là đẹp nha mấy chị ơi, cái này sẽ tà nha, cái này là len nhũ nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha, chỉ có giá 69k mẫu này. 69k mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha. 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Số 10 nha mấy chị ơi, chị với 69k. Ai lấy thì chốt số 10 giúp em nha mấy chị ơi. Cái này mặc quần sọt cực kỳ đẹp nè mọi người. Cái này là sẽ tà nha, cái này sẽ tà hai bên. Là len nhũ nha mọi người, cái này là cổ thuyền nha, cũng phải cổ tròn. Mẫu này mặc quần sọt rất là đẹp luôn nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em, chịu giá 69k thôi nha mấy chị ơi. 69k áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ. Em có thể ship tận nhà cho mấy chị. Còn tới sắp được chị chốt ở trên like cho em thôi nha. Mẫu này là số 10 nha mấy chị. Mẫu này 55, cái loại mặc vừa mặc quần sọc rất là đẹp. Này là sẽ là hai bên. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình luôn nha. Còn rất là nhiều mẫu đang đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài đi mấy chị ơi, lên 120 người coi em sẽ tặng mớ cho mấy chị nữa nha. Rồi một cái cổ lọ này nữa nha mọi nha mấy chị ơi, một cái cổ lọ màu xám này nha. Rồi chốt số 1 đi Liên Hoàng nha. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 2, 55 cái loại mặc vừa cái cổ lọ này nha mấy chị. 55 dài này len dày dặn lắm mấy chị ơi. Cái em đang mặc len rất là dày dặn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 nha. Mẫu đang mặc số 2 chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha. 55 cái loại mặc mẫu em đang mặc nha mấy chị ơi, mặc quần sọc rất là đẹp nha. Mẫu này là số 2. Đây là cổ lọ nha mấy chị ơi. Cổ lọ len rất là dày dặn. Dày dặn và rất là mịn nha. Có theo hình ở đằng trước nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k một cái áo len này rất là rẻ nha mấy chị. Chỉ có ở đây mới bán giá 69k thôi nha. 69k mua trên like nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa nha. Mẫu này chỉ có giá 69k, len mịn màng và rất là dày dặn. Rất là đẹp luôn. Số 2 nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt số 2. Len rất là dài nha mấy chị. Có theo hình đằng trước nha mấy chị ơi. Theo hình đằng trước này rất là dễ thương nha. Mặc mùa này rất là thích hợp nha. Vừa ấm mà vừa đẹp nữa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc số 2 nha mấy chị. Rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn nha. Cái mình đang mặc len rất là mịn nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này số 2 nha. Này rất là thích hợp với mùa này nha. Vừa đẹp lại vừa ấm nữa nha mọi người ơi. Cổ lọ nha, cổ lọ này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 2 cho mình nha. Chỉ có giá 69k mẫu này nha mọi người ơi. 69k một cái áo len dài như thế này thì rất là rẻ nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình luôn nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này vẫn còn nha. Mấy chị ơi, len ở bên Miu tất cả đều là hàng mới Quảng Châu nha mấy chị ơi. Với chị Gia với giá 69k. Áp dụng cho những ai like và chia sẻ. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị. Ô cái này dễ thương nè. Rồi cái này rất là dễ thương. Baby doll. Cái này nó giống như là baby doll vậy đó mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc từ chốt số 3 nha. Mẫu này cũng chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị. Cái này giống như là baby doll nha. Baby doll nha mấy chị ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Mấy chị có thể mặc một cái đầm ôm bên trong á, mặc cái này ở ngoài cũng rất là đẹp nè. Cái này mặc với chân váy xích ly cũng đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 cho mình nha mọi người. Mẫu này là số 5 chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là số 5. Số 5 nha mấy chị ơi, ai lấy mẫu này thì chốt số 5 giúp em đi mấy chị ơi. Một cái dạng baby doll rất là dễ thương. Len cực kỳ dày dặn luôn nha mấy chị ơi. Len rất là dày dặn nha. Chị nào lấy mẫu này, cái này mặc quần sọc rất là đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này chỉ giá 69k thôi. Một cái áo len này giá 69k thì rất là rẻ nha mấy chị ơi. Rẻ lắm luôn á. Mà vải. Rồi chốt số 5 cho Liễu Trần nha. Chị Liễu Trần ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Có gì em chốt hàng trên like cho chị luôn chị ơi. Còn rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài dùm em nha. Chỉ còn chia sẻ bài dùm em thôi nha mấy chị ơi là sẽ mua cái xinh năng rất là đẹp. Rồi một cái màu đen xảy ra này nha. Rồi đây nha mấy chị ơi, mẫu này là số 6 nha. Đây nha, cái này là có cái tang. Có cái tang ở đằng trước đây nè, rất là dễ thương nè mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 6 sẽ tà nha mấy chị ơi. Mặc có quần jean, quần sọt đều đẹp luôn nha mấy chị. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. 55 cái loại mặc vừa mẫu này. Mọi người có thể mặc được hai kiểu nha. Có thể mặc đóng thùng quần sọt hay là mặc với quần jean đều đẹp nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Liễu Trần nha. Rồi mẫu này là số 6 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chút số 6 giùm em nha. Chịu giá 69k thôi. Nó có một cái tên ở đằng trước này nha mấy chị ơi. Đây nha. Dễ thương lắm. Chỉ có giá 69k thôi. Lên rất là dài dặn. Cực kỳ dài dặn luôn. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc chút số 6 giùm mình nha. Chút số 6 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa nha. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Len rất là mịn màng. Có cái ten ở này rất là dễ thương. Mặc quần sọc quần riêng đều đẹp. Chỉ có giá 69k. 69k mình chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream của mình thôi nha. Còn tới shop lựa là không có giá này đâu nha mọi người ơi. Mẫu này là số 6 nha. Chị nào lấy mẫu này chút số 6 giùm em. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha. Len rất là dài dặn nha mấy chị ơi. Len cực kỳ dài dặn. Đây có cái tang ở đằng trước cũng đẹp. Cái này mọi người có thể mặc được 2 kiểu. Có thể mặc đóng thùng nha. Vì len này là xẻ tà nha mấy chị ơi. Áo mình đang mặc là xẻ tà hai bên nha. Xẻ ở ngay tay và xẻ ở ngay đây nha. Nên mặc quần riêng rất là đẹp nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Rất là đơn giản. Chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mấy chị. Mẫu này là số 6. Mẫu này là số 6 nha mấy chị ơi. Số 6 nha. Đợt này mình về len cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Toàn bộ là hàng len Quảng Châu nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Chỉ có giá 69k thôi nha. 69k, 39k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream này nha. Mẫu này là số 6 nha mấy chị. Chị nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho em nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài viết để được mua với giá 69k. Ủa, ai làm cái mặt giật dữ. Xin chào chị Thả Lương. Thôi một cái áo mình đang mặc cũng cực kỳ đẹp nào mọi người ơi. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 7. Có thể mặc đóng thùng hoặc có thể mặc bỏ ra nha. Cái này nó có theo chữ là đằng trước nha. Đây nha. Rồi cái này cũng rất là dễ thương nè mọi người ơi. Len rất là dày dặn mà rất là mịn màng luôn. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 nha. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha mấy chị ơi. 57, 55, 57 cái loại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em. Chị có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 7 nha mọi người. Mẫu này có theo cái logo ở đằng trước nha. Len dày lắm nha mọi người. Đây là của cho. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 giùm mình. Mẫu số 7 này chịu giá 69k. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream này nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi sẽ mua được cái giá rất là rẻ nha mọi người. Còn ở tới shop lửa là không có giá này đâu nha mọi người ơi. Len mới 100% luôn nha. Là hàng len Quảng Châu nha. Là hàng len Quảng Châu nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này 57 cái loại mặc cũng vừa nha mọi người ơi. Số 7 nha mấy chị ơi. Ai chốt mẫu này, ai lấy mẫu này thì chốt số 7 cho em mấy chị. Mẫu số 7 này cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị không lấy cái này mấy chị sẽ rất là tiếc luôn. Vì trời hôm nay là trời đã lạnh rồi. Cái này rất là thích hợp mặc mùa này nha mấy chị ơi. Giờ là mùa mưa rồi sẽ tới mùa lạnh nha mọi người. Và tìm len rất là khó nha. Chị Ly Phan ơi, cái tay len mà màu đen được không chị? Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mấy chị. Mẫu số 7 này 57 kg là mặc vừa nha. Chị có giá là 69k thôi. 69k một cái áo len mới thì rất là rẻ đúng không mọi người? Rất là rẻ đúng không? Đúng. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Để tôi kiếm. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chút số 7 giùm em có thể chụp lại màn hình. Rồi ok chị Thảo Lương nha. Chia sẻ mấy chị ơi, chia sẻ đừng mua cái giá 69k nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi mọi người ơi. Trong thời gian em mặc mẫu mọi người chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Trời ơi, cái này rất là dễ thương. Rồi một cái baby doll chuẩn bị đây cũng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Rồi một cái baby doll này nha. Đây rất là dễ thương. Mặc bầu bì, bao chen cũng được nè. Bầu bì có thể mặc được luôn nha mấy chị ơi. em đang mặc số 10 baby doll nha. Cái này bầu về có thể bon chen được nha mấy chị ơi. Hàng là hàng len mới, một cái chỉ có giá 69k thôi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua được với giá 69k, rất là rẻ đúng không mọi người. Mọi người không cần phải mua ở đâu xa nha, mọi người chỉ cần chốt ở trên like, em sẽ giao hàng tận nhà cho mọi người. Mẫu này là số 10 nha mọi người ơi. 55, 57 cái loại mặc cũng vừa nha, 57 cái loại mặc cũng vừa cái áo này nha. Cái này là dạng baby doll nên bầu bì có thể bon chen được nha mọi người ơi. Mặc với quần sọt rất là dễ thương luôn nha. Đây nha mọi người, mẫu này là số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 10 nha mọi người. Mẫu số 10 này rất là dễ thương, bầu bì có thể bon chen được luôn, chỉ giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k một cái áo len mới, cực kỳ rẻ nha mấy chị. Mặc quần sọt rất là đẹp nè mày, rất là đẹp, cái quần ôm được dễ thương quá. Đây nha mấy chị ơi, đây đằng trước này nha, len rất là mịn và dày dặn luôn. Bạn nào lấy mẫu này thì xin chào Hoa Kha Tú. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình mọi người ơi. Mẫu số 10 này rất đẹp mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Nha em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Mấy chị đi đâu hết rồi. 69k một áo len. Rất là rẻ mấy chị ơi, rất là rẻ nhưng mà rẻ nhưng mà áo rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 nha. Cái này có bầu bì có thể bon chen được luôn nha mấy chị ơi. 57 cái rồi lại mặc vừa cái áo mình đang mặc nha. Mặc này mặc với quần sọc cực kỳ dễ thương nè, rất là đẹp luôn nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Like và chia sẻ bài thôi nha. Mẫu này nha mấy chị, mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này bầu bì bao gian đều được nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chia sẻ đi mọi người ơi, mấy chị ơi chia sẻ bài giúp em đi để được mua với giá 69k nha. Rồi một cái áo này, cái áo màu đỏ này, đỏ đen này rất là đẹp nè mấy chị ơi. Đôi mắt, rồi có theo hình, có theo cái môi và hình đôi mắt nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 1. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặc vừa nha. Trinh ơi chia sẻ bài giùm nha Trinh Hà ơi. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Cái áo len màu này cực, cái này rất là dễ thương nè, ở ngoài rất là đẹp. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Đây nha, cổ nó như thế này nha mấy chị. Cổ như này và nó có theo hình đôi mắt và cái môi nha. Rồi chốt số 1 cho Hoa Khả Tú. Rồi chốt số 1 cho Hoa Khả Tú nha. Cái này rất là đẹp nha bạn ơi. Bạn Hoa Khả Tú ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Ai chốt hàng thì cho em số điện thoại địa chỉ trên like luôn nha mấy chị ơi. Hoa Khả Tú ơi bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi một cái sọc này nữa nha. Một cái sọc mình đang mặc cũng rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 nha mọi người ơi. Cái này là cổ lọ luôn nha. Cái này là cổ 3 phân nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 2 nha mấy chị. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Ok chị nha. Mẫu này là số 2 nha mọi người ơi. Một cái sọc này mặc rất là đẹp nha. Mẫu cái này, cái mình đang mặc rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 52 kg lại mặc vừa, chỉ có 55 kg lại mặc vừa, mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Len đây nha mọi người ơi. Len này nha. Trời mưa rồi mọi người có thể mua áo len mặc đi nha. Không có ở đâu mà rẻ bằng ở đây đâu nha mọi người ơi. Mẫu này là số 2 nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy cái bộ lọ này thì chốt số 2 giùm mình. Chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Số 2 nha mấy chị ơi. Ai lên mẫu này thì chốt số 2 giúp em đi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Rất là nhiều len đẹp, hôm nay hàng len về cực kỳ dễ thương. Rồi mẫu mình đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị, 69k mẫu mình đang mặc. Một cái cổ lọ sọc đen này rất là đẹp, chỉ có giá 69k một cái áo len mới thì rất là rẻ. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi, like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất rẻ nha mọi người ơi. Mẫu này nha, chị Diệp Lê kìa. Xin chào chị Diệp Lê nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 2 nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k, 55 cứ lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi, 55 cứ lại mặc vừa nha. Cái sọc này rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cái này len rất là dài dặn luôn nha mấy chị ơi, len rất là dài dặn nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mấy chị ơi. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ bài viết cho em đi để mua với giá 69k. Rồi một cái len tay le này. Chị Ly Phan ơi, nãy chị hỏi cái tay le này chị ơi. Rồi tay le nha mọi người ơi, cái tay le này mặc với chân váy rất là sang. Chỉ có giá 69k thôi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Này nha, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Một cái áo len tay le này nha, cái này mặc với chân váy cực kỳ sang luôn nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu mình đã mặc thì chốt số. Mẫu này là số 3 nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha. Rồi chốt số 3 cho gà con nha. Bà gà thích le. Gà con ơi, em gây lỗi thế là chị ship gà ơi. Dạ. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Rồi một cái tay le này nữa nha mọi người. Tay le sẽ tà nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 4 nha. Mẫu đang mặc số 4 nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc số 4 tay le và sẽ tà, có thể mặc quần tròn cho em. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình. Mẫu đang mặc số 4 nha mọi người ơi. Mẫu này sẽ tà nha. Sẽ tà mặc quần sọc, mặc chân váy đều được nha mấy chị. Cái này là tay le nha. Đây nha, tay rất là kiểu luôn, rất là sành điệu. Có luôn nha gà con ơi, có luôn nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 5 nha, 55 kg lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha. Cái này là xẻ tà hai bên, xẻ tà hai bên và tay cũng xẻ tà luôn nha. Tay le xẻ tà nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 5, 55 kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình luôn nha mọi người ơi. Sao vậy Ly Phan ơi? Ly Phan không phải Ly buồn. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ được mua với giá 69k nha. Rồi một cái baby doll nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 cho mình nha. Mẫu này số 10 nha mấy chị. Mẫu này là màu xanh nha, màu xanh đen nha, là một dạng len baby doll nha. Len baby doll nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Len của áo này cực kỳ dày dặn nha mấy chị ơi, rất là rẻ nha. Chỉ giá 69k một áo thôi. Bạn nào lấy áo mình đang mặc chốt số 10 nha mọi người ơi. Cái này là baby doll nha, dạng baby doll nha. Mẫu này là số 10 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Mẫu này số 10 nha mọi người ơi. Còn len nha em ơi. Mẫu này số 10 nha mọi người, 55 57 kg lại mặc cũng vừa nha. Cái này là dạng áo len baby doll nha mọi người, len rất là dài dặn nha. Len dài dặn lắm nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k một áo thôi nha. 69k một áo len mới cực kỳ rẻ đúng không mọi người? Mọi người chỉ cần chốt trên like thôi nha. Chốt trên like em sẽ giao hàng tận nhà cho mấy chị luôn. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 10. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em. Mẫu này 55 kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mặc cái này mặc với quần sọc hay chân váy đều đẹp nha. Cái này len là dạng len baby doll nha mấy chị. Len baby doll. Mẫu này là số 10 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10. chị nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Chia sẻ giúp bạn biết cho em để được mua với giá 69k nha. Ai muốn lấy xẻ thì inbox giúp Miu ạ. Màu đây đi. Chia sẻ đi mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Đừng có đi đâu hết. Chị còn coi like thôi. Chị còn chốt trên like em sẽ giao hàng tận nhà cho mấy chị. Rồi một cái pha ren này cũng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chị có giá là 69k mẫu này. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 11 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 11 nha mấy chị ơi. Này pha ren ở đằng trước nha mấy chị. Mẫu em đang mặc pha ren ở đằng trước nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 11 giùm em nha. Mẫu này số 11 nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc pha ren số 11 chỉ có giá 69k thôi nha. Chia sẻ like mà chia sẻ cái live stream này nha mọi người ơi, là sẽ mua được với giá rất là rẻ, 69k một áo len nha. Len này là len gân nha mọi người ơi, len gân. Cái này pha ren nha, pha ren rất là đẹp, rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 11. Mẫu đang mặc 52 cứ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 52 cứ lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. 11 nha mấy chị ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt số 11 giúp em nha mấy chị ơi. Len gân rất là đẹp nha. Cái này len gân pha ren luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 11 giùm mình nha. Mẫu số 11 này nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất rẻ nha mọi người. Mẫu này là số 11 nha mấy chị ơi. Mẫu số 11 này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11. 55 cứ lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị. 55 cứ lại mặc vừa mẫu này nha. Rất là đẹp nha mấy chị ơi. Toàn bộ hàng lên hôm nay là hàng lên Quảng Châu 100% mới, rất là đẹp. Chị có giá 69k áp dụng cho bạn nào like mình chia sẻ live stream này nha. Mẫu này là số 11 nha. Chị nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình luôn nha. Tất cả hàng len bên Miu đều là hàng len mới 100% nha mấy chị ơi. Chị với giá 69k áp dụng với ai cho những ai like và chia sẻ. Lê Linh Chi rồi chốt số 11 cho Lê Linh Chi nha. Rồi Lê Linh Chi cái đó rất là đẹp. Chị ơi chị ghi lại em ship chị ơi. Rồi ok chị Lê Linh Chi nha. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc mọi người có thể mặc được hai kiểu nha. Cái này là bo nha mọi người ơi. Cái này là có bo ở đằng trước nha, ở dưới nha. Dạ rồi ok chị. Mọi người có thể mặc. Rồi ok chị Lê Linh Chi nha. Cảm ơn chị nha. Chia sẻ bài giùm em không nha chị ơi. Rồi mẫu mình đang mặc là số 12 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k. Cái này là len Mutagi nha. Và có theo, nó có theo ở đằng trước như này nha mọi người ơi. Chị có giá 69k thôi nha mấy chị. Mấy chị chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Mẫu này là số 12. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em. Mẫu này là số 12 nha mấy chị. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa nha. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mấy chị. Chị có giá 69k thôi, rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Mẫu này là số 12 nha mấy chị. Len rất là đẹp nha. Len này là len Buntagi nha mấy chị ơi. Xin chào chị Vi Pleiku nha. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 12 nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này chốt số 12 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này 57kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 57kg đổ lại mặc cũng vừa nha. Chị có giá là 69k thôi nha mấy chị. Chia sẻ bài, like và chia sẻ bài là sẽ mua được giá 69k. Chỉ mình chỉ áp dụng trên like thôi nha mấy chị ơi. Còn rất là đẹp, rất là rẻ. Mẫu này là số 12 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ đừng mua với giá 69k, còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mấy chị. Đừng có đi đâu hết đó. Rồi màu của em một chút. Nhạc to quá hả? Nhạc to quá lắm, mình nói to mình vậy. Mấy chị ơi, chị chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Rồi một cái tay loe này rất là đẹp nè mọi người. Thì vậy nó mới chậm lắm. Đây nha mấy chị ơi. Đây nha, tay này là tay loe nha. Tay loe nha mấy chị. Cái này mặc với chân váy cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Lê Phan ơi, cái tay loe này Lê Phan ơi. Nó có một cái logo ở đằng trước như thế này nha. Len này rất là dày dặn nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nè. Đây nha. Đây. Cái áo em đang mặc có giá 69k. Cái này mặc với chân váy cực kỳ sang luôn. Cái này là tay loe. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em. Mẫu này là số 1 nha. Mẫu này là tay loe mặc với chân váy rất là đẹp. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. 55 cái lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. 55 cái lại mặc vừa mẫu này. Cái này là tay loe nha. Len rất là mịn màng luôn. Rất là mịn. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 1 nha mọi người. Chị có giá 69k. Áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream này nha. Mẫu này là số 1 nha. Mẫu này là tay loe mặc với chân váy rất là sang. Đây tay loe rất là sang. Chị nào lấy mẫu này, chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này 55 cái lại mặc vừa. Mẫu này 55 cái lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Mẫu này mặc với chân váy rất là đẹp nha. Đây, len rất là dày dặn. Len dày lắm luôn nha mọi người. 69k một áo này thì rất là rẻ nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần chốt trên like thôi nha. Em sẽ giao hàng tận nhà cho mọi người nha. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu số 1 này, chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này mặc với chân váy rất là sang, rất là đẹp. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu tay le này là số 1 nha mấy chị ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt số 1 giúp em nha mấy chị. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giùm em nha mọi người. Chia sẻ được mua với giá 69k. Toàn bộ len là len mới 100% nha mấy chị. Đổi mẫu qua mẫu đi em. Rồi chị Thảo luôn ơi, là một cái màu đỏ đấy chị ơi. Rồi một cái len nhũ màu đỏ này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 dùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 2 nha mấy chị ơi. 57kg đổi lại mặc vừa mẫu này nha. 57kg đổi lại mặc vừa cái len này nha. Màu đỏ này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2 nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 dùm em. Mẫu này số 2 nha. 57kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này 57kg lại mặc vừa nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 dùm em nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị. Chỉ có giá 69k thôi. Mẫu này 57kg lại mặc vừa. Rất là đẹp nha mấy chị. Mẫu em đang mặc là số 2. Chị với giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2 nha. 55kg, 57kg lại cũng mặc vừa cái áo này nha. Cái này là len nhũ nha mấy chị ơi. Này là len nhũ ở đằng trước nó như này nha. Đây nha. Chị nào lấy mẫu em đang mặc thì chốt số 2 nha. Chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp em nha mấy chị ơi. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ được luôn mua với giá 69k nha, còn rất là nhiều mẫu đẹp. Rồi một cái len màu trắng này nha mọi người ơi, 55kg lại một vừa áo này nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là số 5, chỉ có giá 69k thôi nha. Cái len này rất là mịn nha. Đây nha mấy chị ơi, đây nha. Đây. Em cho mọi người coi màu luôn, coi len luôn, sớ len luôn. Đây nha, đây là mẫu số 5 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi, 55kg độ lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này số 5, mẫu này số 5 nha mọi người ơi, 55kg lại mặc vừa chỉ có giá 69k mẫu này nha. Len này rất là đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi nha. Like và chia sẻ sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi, 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa, chỉ với giá 69k thôi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài, chỉ cần mấy chị chia sẻ bài dùm em thôi nha, là sẽ mua được với giá 69k. 69k chỉ áp dụng mua trên like nha mấy chị ơi, còn mua ở shop là không có giá này nha. Mọi người chỉ cần chốt ở trên like em sẽ giao hàng, giao đồ tận nhà cho mấy chị luôn. Áo cực kỳ rẻ mà vải mà rất là đẹp. Mẫu này là số 5 nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Chị nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho em luôn nha. Mấy chị ơi, những ai mua hàng bên em mà ghé lấy thì ngày mai tranh thủ ghé lấy giùm em nha mấy chị. Bên em sẽ không giữ hàng lâu. Còn những ai mà ship bưu điện thì ngày mai em sẽ chốt đơn về ship cho mấy chị luôn à. Chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ bạn livestream giúp em để được mua với giá 69k. Rồi một cái này nha mọi người ơi. Cái này là cái len cánh dơi nha. Bạn nào lấy mẫu mình để mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 57kg lại mặc vừa. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này 69k nha. Len này mặc rất là mát luôn nha mấy chị ơi. Len này mặc rất là mát luôn nha. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc là số 2 nha mấy chị ơi. Chị có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream này nha. 69k mẫu này nha mấy chị ơi. Rất là đẹp. Cái len này mặc rất là mát nha mấy chị ơi. Cái này rất là dễ thương. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Mẫu này chỉ giá 69k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào like chia sẻ livestream này nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 1 chấm luôn nha mọi người ơi. Cho em xin 1 chấm luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Chốt số 2 giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người.